người nghe pháp biết những điều như vậy nhưng không muốn tùy thuận chấp nhận hoặc người nghe vì danh lợi cho nên muốn thỉnh người thuyết pháp và muốn phương tiện biên chép thọ trì đọc tụng tu tập bát nhã và làm mật đa sâu xa người thuyết pháp biết những điều như vậy nhưng không chấp nhận lời thỉnh kia cả hai không hòa hợp nên không đạt được sự dạy bảo cho truyền nghe nhận biên chép thọ trì đọc tụng tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa được nên biết đó là việc mà của bồ tát này thiện hiện người thuyết pháp muốn đến phương khác nơi có thể nguy hiểm đến thân mạng người nghe pháp sợ mất thân mạng nên chẳng muốn đi theo hoặc người nghe muốn qua phương khác nơi có thể nguy hiểm đến thân mạng người thuyết pháp sợ mất thân mạng chẳng muốn cùng đi cả hai không hòa hợp nên không đạt được sự dạy bảo trao chuyển, nghe nhận biên chép thọ trì đọc tụng tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa được nên biết đó là việc mà của bồ tát này thiện hiện, người thuyết pháp muốn qua phương khác, cõi nước có nhiều giặc cướp, tật dịch, đói khát. Người nghe pháp lo sợ nơi ấy gian khổ nên chẳng chịu đi theo. Hoặc người nghe muốn qua phương khác, cõi nước có nhiều giặc cướp, tật dịch, đói khát. Nhưng người thuyết pháp lo sợ nơi ấy gian khổ nên chẳng chịu cùng đi. Cả hai không hòa hợp nên không thể đạt được sự dạy bào trao truyền. Ngài nhận biên chép thọ trì, đọc tụng, tu tập, vát nhã, bà làm mặt đa sâu xa được, nên biết đó là việc mà của Bồ Tát. Thế quyển thứ 546